sao nhiều xấu. Tôi có quen một sao? Người em gái nhỏ xuất thần nghèo khó nhưng em thích ăn chơi. Sáu bình xăng mà đi còn đéo đủ. Thì hoang thế nhưng bảo là người trên mái này. Mẹ cha em không nghe tôi em đi chơi khuya sang tỉnh mơ hôm sau mới mò về. Hello, xin chào em đã quay trở lại với chuyên mục nút giao đi xem tính của kênh YouTube Never Say Hi nha. Hiện tại thì mình đang đến cất ca rồi. Dọc đường thì vừa đi ăn thính vừa đứng giữa đặc gọi là lút đồ mình đã lụm được 5 bạn bot rồi nhưng mà ok. Đây bắt được 2 ông trên mái nhà cất ca luôn này. Chạy qua ngoài đây này. Đó, có người lút ra trong tay thì lại gì? Cái gì? Lại có người đến à? Đầu bot hay sao chứ? Ui giời ơi, bot mà cầm M3 giữa là tê đi. Thật là bất công quá. Thằng kia đang đi nhảy xuống xe. Ok, đi thôi em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta còn 14 người nữa. Mình được phải chưa anh em? Trên tay mình hiện tại đang là Veroza và M4. Đi, đi, đi. Em đi bên trái bò. 14 người nữa đây, thì đây. Còn 10 người nữa đi thôi. Mình quẩy quá. Nhìn thấy cái thính rơi ở chỗ đoạn này mà bây giờ không thấy đâu nữa này. Muốn tìm cây AUG xấy cho nó dính nha em ạ. Thấy đâu nữa luôn. Nó tắt khói là khó tìm lắm. Để tìm kỹ thì cũng thấy thôi. Mình xác định được cái đoạn khu vực này rồi mà. Nhưng mà thôi, cuối trận rồi. Mà vốn bắn tạm đi. Đấy, bắn nào đâu kia. Một team gọi là Nepal bắn DP lốc một anh mốc cổ à. Đâu nhỉ? Cái bo này còn hơi là rộng. Bo co 630 giây nữa này. Mình vẫn đang cố nhìn xem cái thứ này đâu. Trong thời gian chờ đợi thì mình phải làm cốc bia đó. Cứ lúc nào đấy lại cái ông kia bắn M4 lại lốc một ông nữa kìa. Đấy lốc tiếp nữa kìa. Ờ ghê nhỉ. Hình như là bên nhà Dotemon hay sao này gạt được kìa. Chết rồi. Còn 13 người. Đấy trước mặt kìa. Trong lại kìa. Còn 12. Tao bắn AMR vãi lìn. Hai viên mất. AMR mà bắn xe thì quá cháy luôn đấy. À đây rồi. Trong cái nhà này xe nào dừng đây sẽ không bắn được không này. Ui giời ơi không trúng một viên nào luôn anh em ơi. Mất góc rồi. Chạy cánh khác rồi anh em. Ai xài kìa ông ơi. Ông vừa bắn DP chưa? Mẹ. Rồi đi chứ. Lốc một người. Mất của ông. Ông nghe ba người bị chết. Đi một bố chết chưa? Rồi góc này hơi bị đẹp luôn đấy em ơi. Anh em để ý nhà. Lốc một. Cứ phải gạt luôn anh em ạ. Luôn à? Này thì năm. Bỏ được không? Ôi trời ơi. Ui giời, xấy xuyên cửa sổ nhỏ luôn. Ui trời ơi, mù mắt thế nhở. Lốc 1. Rồi, 2. Lốc 3 rồi. Rồi, gạt 3 rồi. Lốc dưới rồi anh. Một ông chết bò nữa. Bắn dưới à? Ô kìa, ôi gạt rồi. Kêu nhảy xuống ôi, dưới em trời nghe. Ơi, sao lại còn để một thằng cuối. Em đang ăn có bom, ủ hết tay có nghe gì đâu. Trời ơi, mình đã bắn. Kêu nhảy xuống dưới rồi lại. Hai gạt hai rồi. Đúng luôn, lúc mình đang cầm nét. Không kịp, cấp cứu không số 2 anh em ạ. Ôi này, còn có bát đây sau là còn có một người đây thôi. Nào, cố gắng tìm tên cuối để đủ 10 kill cho tròn nào. Ba thằng, một thằng mình bắn lốc rồi. Ra làm cái thính gì vậy? Giờ cứu rồi. Vì cái thính mà không ăn thì nó khó chịu trong người lắm anh em ạ. Lóng trong người á. Em phải đổ lại, làm phát. AUG luôn. Bắt nãy mà vừa lấy mình có AUG thì đúng là mình thấy cái mấy ông ở trên nhà này không có chuyện ai ông gọi là kịp nhảy xuống đất đâu. Thấy cho không kịp thấy luôn. Mà muốn thì nó gọi là
Mark the location. Bạn hai viên bốc khói luôn. Con mất bốc mẹ khói được sợ ai. Chênh nhau như vậy là 300 cân rồi. 15 tấn, 8 tấn thì nó chênh nhau như 3 tấn rồi. Khác biệt lớn ấy. Vẫn không thấy hôm cuối đâu nhỉ. Nào mấy bạn cho mình cái mạng cuối đi. Để mình tròn 10 kill cho nó xinh xắn cái clip này nào. Đâu nhỉ, thanh niên cuối đâu nhỉ. Ô bé như thế này rồi mà lúc ai thật nhờ. Đây rồi hình như mình nhìn thấy cái gì đây rồi sao này. Rắn này, ui dồi ôi. Mất, nó xảy lại, phản ra mình mất 40 máu kìa. Ok, win rồi anh em ơi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye nhé.